Vâng, xin chào các bác thợ. Nay thì đại lý sẽ giới thiệu cho các bác thợ cái bộ máy xoa vữa xoa tường nhé. Đó, đây, nguyên hộp nhé. Thương hiệu Hikuchi. Đây là thông số của nó đây các bác nhé. Miếng xoa thì đường kính 38 cm này, công suất 2500W, sử dụng điện 220V. Đấy, tốc độ vòng quay đây ạ. Đấy, đầy đủ luôn, nguyên hộp nhé. Chọn bộ máy thì gồm có một thân máy này và 3 miếng xoa. Xoa thô, xoa ướt rồi giấy ráp này. Một cái cần để các bác có thể ngoáng thùng sơn, quấy thùng sơn. Đó. Rồi hai cái chổi than dự phòng, sách hướng dẫn. Một cái tô vít. Đấy, hộp chứa nhá. Đây máy đây, có cả đèn đèn để làm bóng tối luôn nhá. Trong lúc nào mà trời tối hay là thiếu ánh sáng thì có đèn hỗ trợ này các bác này. Máy hai tay cầm nhá. Máy hai tay cầm 6 cấp độ. Đấy. Hàng này bên em thì hàng chuyên thợ luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, thông số đây ạ. Mã máy là HKC 2500. Đấy, công suất 2500W. Tốc độ vòng quay là 250 đến 460 vòng trên phút, sử dụng miếng dán là đường kính miếng xoa đường kính 380 mm. Cực kỳ chắc chắn nhá, dây rất dài luôn. Dây dài các bác nhé. Phích cắm công nghiệp. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác thợ nhé.